Đây rồi. Nhưng phải là như thế chứ. Trời ơi, làm con vịt phải giật cả chén. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ấy ơi, đợi anh với. Vui tươi đợi anh với. Đây, 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 ok nó. Ôi. Chuyện lâu dữ vậy. Mẹ phải đợi nó nói. Ơ thằng kia đâu rồi? Vui tươi đâu rồi? Nhưng mà đồ mà cái quét đó là quét đưa hoàng mà. Quét đưa quét nói chuyện em ơi. À, thế à. Đi. Oh, linh minh các bạn. Hình như tiếng phụ nữ, người phụ nữ duy nhất ở trong cái hộ này sao ấy. Giết đi. Vào ngân hàng cái nhá mọi người, vào ngân hàng cái không qua đợi với nhá. Để em ghép tranh với. Xếp tiền. Cục vàng nè, đồng tiền nè. Cash nè. Xếp tranh nè. Sao đây anh? Mỗi dịch đại có bị ám sát ý theo không? Ủa sao? Mọi người. Bình thường chú chip hay đi riêng làm nhiệm vụ lắm nhá. Mảnh bình thường chú chip lòng ngỏng mới vậy nhá. Tự nhiên hôm nay chú chip đi chung mà. Ờ. Sao tự nhiên không thấy bạn đi chung tí nào nhỉ? Ờ, người thấy vô lý không? Tôi rửa nước luôn, không phải đi rửa nước mẹ rồi. Bình thường là chú chip lòng ngỏng. Ê, đúng rồi, nãy giờ chú chip lòng ngỏng hết mà. Chú chip tàn đi riêng rồi. Ờ, đây đi chung. Có mồi, có mồi. Có mồi. Thằng Long Huy đến sau không, này. Quay lên chỗ cắt tóc không? Một là sói hay là đô đô? Quay lên chỗ cắt tóc không? Làm gì cắt tim mà. Chọn mình. Tại anh tí quá hả sao? Đúng rồi, nhìn anh đấy. Quay lên chỗ cắt tóc không? Bây giờ phải chọn anh nhím đẹp trai á. Chị sao đi làm gì? Quay qua bên chỗ uống bia không nhờ? Quay lên chỗ cắt tóc không nhờ? Ông thị trưởng không nhờ? Mai giờ office. Sao mày cứ lấy niềm tin của tao lại? Ta đã lừa mày lần hai rồi. Đây, thị trường đập vốn ra. Thị trường ơi. Mai này. Ờ. Chị bố này. Anh thị trường à? Anh dã man hay anh tài? Cái gì? Anh chửi ông thị trường à? Chửi ông Mai mà. Đéo đi cùng cũng chửi ạ. À. Tao đéo tin mày, tao đéo đi cùng mày. Dạ. Em đây. Thôi, thằng Hiếu Lợn đâu ấy? Đúng rồi, vừa Hiếu Lợn đây xong mà. Dạ. Dạ. Rồi nhỉ? Anh nhớ bảo lên quán rượu nhưng không thấy anh nhậu lên quán rượu gì cả. Thế thằng đấy là vì tôi. Đi xuống dưới luôn à. Nó là vì tôi. Đây này, đây là đi xuống dưới, đi tìm tìm xác. Đây, ta đập kiến mất. Đây. Rồi, ok xong. Đi xuống dưới này để tìm xác anh ơi. Ben Hunter. Anh nhớ đi từ dưới lên, đi từ dưới lên. Như không. Đâu anh nhớ đâu. Mày chết thì sao? Rồi. Chết. Tìm xác. Ôi. Ôi ôi. Ôi, sát. Từ. Ôi, ba sát à. Ôi, chết anh như gì đây. Trời ơi. Ai chúng mày ơi, đi kho mẹ. Khôi, với cả thằng bảy vừa đi bảo vệ tao, tao làm cái nhiệm vụ ở bên dưới. Thế là thì mẹ bảy với cả Khôi đi ra, thế là thì mẹ với một tiếng khét phát thanh. Xong rồi tao thấy Missy Moi với cả thì mẹ cái gì cào ngao kiếm sao đứng gần đấy à. Chết. Không, đéo liên quan nhà mất, tôi vừa chạy đến bạn ơi. Bọn tôi tìm thấy xác kìa. Đây là thằng tìm thấy xác mà. Không. Bọn tôi tìm thấy xác xong rồi, thằng Khôi mặc 17 chém nhau và hai đứa chết em à. Em là một phát này, em đi về phát thì anh Khôi bắn nó phát chết. Thì có thể là anh Khôi là Sheriff. Đó là thằng Khôi nó bắn chết là hai phát một lúc. Từ trên dòng thị trường xuống cùng với nhau, xong rồi thấy xác. Lúc đấy là có thằng Phát ở đấy. Thằng Khôi hình như là cảnh sát trường đấy. Nó bắn chết anh... ai là chết đôi nè. Chứ không phải là bọn tôi. Khôi, bọn tôi đi chung à. Thế là cả đôi chết à. Mà anh Khôi la mà. Anh Khôi la lên mà. Ờ. Có xác bên ngoài nó la thôi. Rồi nó xem. Không.
Không, có xác bên đó, ngoài nó la lên, xong rồi phát gần đấy nó giết nhưng mà không phải phát gần đấy. Cảnh sát trưởng rồi, nó là cảnh sát trưởng rồi. Nó phang quả đấy là chết rồi cả hai rồi. Bó cho mày, bó cho mày. Ôi vãi cả mày, bó cho mày, bó cho mày. Đâu giờ đây, nhanh. Bắt ai kìa? Bắt ai vậy? Em không biết bắt ai. Em skip nha, em không biết bắt ai cả. Đi tù rồi. Ô kìa, lại đi tù. Ôi mỏi à. Quả đấy thằng Khôi nó cuống quá, nhưng nó bấm phát thế là. Cứu tao với. Thăm tù đi, thăm tù đi. Cứu tôi với bạn ơi. Không phải tôi. Thăm tù đi. Quả đấy bạn không nhìn thấy à, nó chết một đôi mà. Bố ơi. Ô, anh bảo đã. Nghe anh nói. Bố ơi. Chị ơi. Ôi, anh nghe thấy em nói gì không? Có, tao đây. Em muốn ra khỏi tù không? Em đặt được chùm chìa khóa. Có, mở ra với. Mở ra với. Cái hình ở trong chỗ ngân hàng. Em vừa chạy ra một nước, sau em quay vào thì chỉ còn một nửa nữa. Và ngân hàng chạy ra không? Ai không đỏ chạy ra đúng không? GK đứng chạy. Điên à, GK là đến sau mà. Chim Bi nhìn nhầm rồi, có một ông chạy ra nữa. Có một ông từ bánh chạy ra. GK là mà nó mà lập vật nó cãi dữ lắm. Sáng mà ai quả đấy là có một ông màu đỏ chạy ra, chắc chắn là đúng rồi. Màu đỏ chạy màu vàng mà. Đúng rồi, nếu mà thằng GK đến đúng không thì nó phải report sạc đúng không? Tôi chạy lấy đồ rồi nè các bạn ơi. GK đứng đây với cái vừa mới đến luôn là Jimmy xuống luôn mà. Ô thế sao mày không report luôn mà để Jimmy chạy ra rung xuống. Tao report không được, tao có biết nút report đâu. Tao toàn là thằng khác. Mày rồi. Thế ông Jimmy này thế. Mày còn không biết nút report nữa. Mày mày lừa gà. Em có bao giờ report xác đâu. Lừa trẻ con. Mẹ. Ôi quả đấy thế, quả đấy là có một ông màu đỏ chạy ra. Trời ơi ông Jimmy này mù vẽ tái. Ông màu đỏ. Màu đỏ đấy còn gì nữa đúng không? Không phải, ông vui tươi kìa. Ở lại để mày giết à? Đi mẹ à. Tao mà giết tao giết mày từ lúc này đi mẹ mày mày mở còng anh Độ rồi. Ngu. Em có ra một mình một nơi nhá, không ai gặp em. Mày giết người nhím thì ai mở còng cho anh Độ? Đúng. Đây. Cái tao làm cho, tao làm cho, tao trong này để tao làm cho, tao làm cho. Sao. Ok á. Ơ? Cun ngầu, cun ngầu, cun ngầu, cun ngầu. Có nhiệm vụ trong này cả. Có ai giúp mình lúc này đi vô qua đây, warehouse vô đây, không? Vô đá chết rồi đây. Ai vốt TK. Có ai đi về tớ qua nhà kia bên không? Ben ơi, anh vừa ở kem rồi, em đi đường. Đừng đi cạnh Hiếu, nó làm vịt đấy. Trời trời chứ. Hóa lộn. Đi dây đi dán tờ cái, có ai đi dán quan thực không? Dán quan thực cái. Giết mẹ nó rồi. Giết ai? Hải Hiếu giết ai? Tao đứng với thằng Ben trong đây nửa tiếng đồng hồ. Tao mà giết thằng Ben thì giết rồi.
đóng cửa chung với nhau nữa. Sang nhà máy nước ông làm nốt nhiệm vụ nhà máy nước nữa xong rồi. Tao không không nhà máy nước, tao còn nhà dưới warehouse nè, đi warehouse không? Đi kéo dưới ra ngay đây, kéo bên nhà thôi, kéo bên này thôi. Đây. Kéo bên, xuống đây. Tao làm trước đi, tao còn hơn cái này nhanh mà, cái này không phải cái lâu đâu. Ôi dồi ôi. Ôi mọi người ơi. Ôi mẹ hết rồi. Ủa, ăn mồi rồi nhỉ? Đây. Mồi đây. Chắc là anh mồi nhé. Ăn mồi là sói sương mù hay sao ấy? Sói sương mù hả? Sói sương mù. Đây về ra check xem có xác nào không là tao chứ có đéo ở đâu. Mẹo lên quanh ngoài này đóng cụ hết cửa rồi. Rồi đây làm gì? Đây đi sang nhà máy nước rồi đây, tao còn mỗi nhiệm vụ bên nhà máy nước nữa thôi. Tao còn cuối cùng dưới đây nhá. Cuối cùng dưới đây này, chờ tí. Để em làm vụ bên đây cái. Xong rồi nhá. Sang bên nhà máy nước đi, tao còn một nhiệm vụ bên nhà máy nước nữa, tao xong rồi. Nhiệm vụ nhà máy nước. Ủa cái nhà máy nước mà sao đi đâu vậy? Đây. Ok à. Năm đứa sống rồi, từ đấy sao không thấy ai khác vậy ta? Chết rồi. Không. Mọi người ơi, anh hiểu đây. Không. Sắp lửa. Đâu đây? Hả? Đường nào đây? Ở bên kia đây, mà. Bên đây. Vào đi Ben. Đẹp. Tao tắt lửa rồi. Mẹ cái đầu bùi. Sao tự nhiên thấy vắng người đấy nhở? Từ dạ, quay lại hướng xem thằng Nobi nó vừa ra từ hướng xem có ai chết không? Không anh ơi, em mới đi với Jimmy xong. Em làm nhiệm vụ hết rồi. Hết người rồi sao? Nhím đâu ta? Mấy thằng nhím mà. Jimmy với nhím. Jimmy nhím á, nếu mà một trong hai người chết là nhau rồi. Nghi người hay một người còn lại thôi. Ủa mọi người xong hết nhiệm vụ rồi hả? Không rồi. Hiểu đi tù. Ai đóng cửa lại đi. Em cũng xong hết rồi. Em đứng đây chờ thôi mọi người nhờ. Đây. Hai người vô còn sống nè. Đây là hai người này lên kìa rồi. Đúng rồi, sao xong chưa? Xong hết rồi. Thế ai chưa xong, xong nhờ? Tao xong hết rồi đấy. Ai chưa xong? Tôi xong hết rồi. Ai chưa xong à? Hay là phải ấn report nó mới up ấy. Ờ, hay là đi lên rung chuông thử xem là được bao nhiêu phần trăm nhiệm vụ rồi đi. Đi. Ôi. Em thấy anh Hiếu, Anh Hiếu. Tao thấy cái bóng đen gì vậy? Đúng, anh Hiếu anh ạ. Game đến giờ tao bắt mình thôi thề. Đi từ đầu game đến giờ cứ bắt mình thôi, ịt mà thề luôn nha, mình giết Ben được bao nhiêu lần rồi. Tao đi trước nên là đéo phải tao nhá. Anh Hiếu, đó này là anh Hiếu mà, anh Hiếu lướt lên một phát xong anh Hiếu đi bằng anh Độ luôn. Đó này anh Hiếu đi sao anh Độ, anh Hiếu lướt lên một phát đi bằng anh Độ luôn mà. Em bị nhiễm lại ghét rồi. Em với cả Jimmy đi đâu rồi?
em để tao hút đi cho nhanh. Thế thì vô Nobi. Ok. Mày điên à? Có vẻ tí nữa ra hiểu lợn nó chửi mình cho mà xem này. Trời ơi. Không sai nhỉ? Nó đéo cãi thì chắc là nó rồi, chạy đéo đâu được. Bảo nó là con vịt từ đầu rồi. Đang ngủ trưa với cá. Em mình xin à, anh Ben không có ai, anh Ben không biết ai. Lâm phòng, em bị... Để tự bản thân em đi. Em bị phí được anh chị bạn. Ôi trời, anh Ben, sao anh Ben vậy? Thấy nhím giết anh Ben kia. Anh Ben sao? Thế anh Ben còn sống chứ? Anh Ben vẫn sống. Anh Ben phải chết rồi. À, anh Đô kìa, anh Đô. Anh Đô kìa. Em nghe được anh Ben ở bên trái mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đỉnh dữ vậy, đỉnh dữ. Anh là một người à? Đây là con Faken, con Faken đây nè. Địt mẹ mà chúng mày sâu chuỗi lại từ đầu ấy. Địt mẹ xác thằng Bảy với cả thằng Khôi ấy. Là địt mẹ bị hai ông mày chém. Rõ ràng địt mẹ. Nhưng mà nhưng mà mỗi anh thấy à, bọn là em sao? Được. Là sao? Từ đầu tiên ấy. Lúc mà thằng Khôi với thằng Bảy chết ấy. Em chẳng nhớ nữa. Em cắm từ em chết. Là còn ai nhở? Bây giờ nhá, anh Ben chắc chắn không phải fan Vịt rồi. Nếu mà anh Ben là fan Vịt thì anh độ giả anh làm gì đúng không? Anh nghĩ là bây giờ Vịt hết rồi. Jimmy thì em tin này. Em nghĩ là anh chip hoặc Nobi thôi, một trong hai. Nhưng mà chắc là Nobi rồi anh ạ. Em nghĩ là thằng Nobi. Em nghĩ là thằng Nobi. Em nghĩ là thằng Nobi. Thằng Nobi nó hay đi lẻ lắm. Đúng. Bây giờ chỉ còn hết Vịt rồi, chỉ còn phép thứ ba thôi. Đúng không? Ê, thôi, đừng có vote ra, đi chung với nhau là được. Vote rồi, phép thứ ba thôi, hết Vịt rồi. Giết hai anh Ben đỉnh thật sự. Tự nhiên đang nói chuyện có anh Ben chạy lên. Được hết không mình. Em nghe thấy giọng con của anh nó ở bên trái. Em thấy con bên phải. Mình nó đang check. Địt mẹ nó bấm nhầm mẹ vào nút ship ạ, cay vãi lìn về. Anh đỡ lon. Tao bấm nhầm, tao bấm nhầm vào nút ship. Mà lúc ấy mẹ bấm xong rồi bắt đầu mới cuống skin cho cooldown, không tao giết mẹ anh Jimmy rồi. Mẹ nó. Quả đấy là Khôi giật mình à, Khôi giật mình à, giết anh à. Mình thấy chụp chip với anh Ben đấy. Đó, ngay trên cái chỗ bấm chuông á. Từ từ chúng mày ơi, để mẹ nó lại dùng cái chiêu gọi là giết xong report trước, chuột nói trước, hiểu không? Nhìn tin anh không? Chú. Mình vừa mới chạy lên, cái bồn nước chạy lên. Tầm giữa giữa. Nhìn tin anh không? Em đi coi, em đi từ dưới. Lúc đấy chiêu ở đâu đấy? Anh ở chỗ rung chuông, đứng với cả anh Ben. Thằng này đi vào, thì bạn nó chém anh Ben luôn. Xong rồi nó report luôn. Anh không rung chuông luôn. Nhím ấy. Tao ấn rồi nhưng không kịp. Em sẽ bảo bây giờ cứ tôi với nhím cùng team mình không lo đâu. Nên mình cứ vote một trong hai người đi. Ừ, cũng được, đấy, cũng được. Nhưng mà tí nữa chúng mày phải nhanh tay, chúng mày chúng mày vote luôn đi. Không mà chúng nó mà chém được chúng mày là chết đấy. Ôi anh, chúng đáng tin thế nhở. Thôi bây giờ đổi đi. Chúng mày thích thì chúng mày vote anh được. Đấy, mà tí nữa chúng mày phải chạy nhanh. Quyền sinh sát bạn, lúc ấy bạn chọn. Tao vote thằng Điệp Mẹ mày giết thằng Ben trước mặt tao rồi đấy. Tùy chúng mày. Ờ, vét chú ấy. Nhím cho ai nhím ấy? Nhím cho ai đấy? Nhím ấy? Đi, tôi chọn Nobi. Rồi, ok. Nà, khỏi đi. Khỏi thế giới cực. Ok chú thích tôi xử lý được, bạn yên tâm. Dạ, yên tâm. Biệt đội Nobi rồi. Ôi giời, nhím em. Ôi giời. Bạn con vịt kia buồn cười quá.